Please pick a hero. Leo Mord. And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect. Hello và xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Và ngày hôm nay đây chính là cái trang phục mới nhất của cái vị tướng Liêu Mốt có tên là Kỵ Sĩ Bí Ngô. Cái trang phục ở cấp độ Special vừa mới được ra mắt ở trong Mobile Legends vào 3 giờ chiều ngày hôm nay. Và Mỡ đã rất nhanh tay vào trong máy chủ gọi là đấu xếp hạng ở rank gọi là Thần Thoại 3, làm ngay cái video clip cho anh em xem. Và đây là cái trận đấu quyết định để mà lên được cái rank Thần Thoại 3 anh em ạ. Đó. Và như anh em có thể nhìn thấy, ngoại hình của cái vị tướng Liêu Mốt này Mỡ đã mang đến cho anh em thông qua một cái video clip gọi là mượn tạm cái video clip của anh chàng Aiku Cao để mà cho anh em xem được cái ngoại hình cũng như là cái thao tác đòn đánh và các thứ các kiểu kỹ năng của cái vị tướng Leo này rồi. Thì anh em có thể thấy được rằng vị tướng Leo Mode này mang cho mình một cái trang phục với tông màu chủ đạo là Halloween anh em nha, với cái áo choàng màu nâu pha cam ở phần viền và có trong mình một cái mặt quỷ nhìn rất là ma mị. Ở con Leo Mode này thì đầu không phải đầu thường anh em ạ, là đầu đội một cái quả bí ngô. Và cái trang phục của Leo Mode thì mang tông màu chủ đạo là màu ghi với cây thương hơi màu xám, và bộ kỹ năng của cái vị tướng này cũng là màu hơi cam luôn, cũng là màu hơi cam luôn. Cái ngọn thương của cái vị tướng Leo Mode đang cầm trên tay, cái ngọn thương này có tên gọi là Old Keeper anh em nha, thì cái đỉnh, cái chóp của cái ngọn thương cũng là màu cam. Và ấy, liên tục bị tốc váy đến từ vị trí của Genevieve. Cái vị tướng này là một trong những cái vị tướng rất khó chịu, và để mà tránh cái trường hợp giống như hôm qua Mỡ làm video clip về cái vị tướng Brody á, mà Genevieve nó tốc váy Mỡ, là Mỡ đã, để mà quay cái video clip này này, là Mỡ đã tắt đi bật lại máy tính rồi, xong rồi tắt đi bật lại điện thoại để mà reset các thứ các kiểu, thậm chí là đã cài lại phiên bản gọi là Mobile Legends quốc tế rồi để mà có thể gọi là chơi cho anh em. Và có lẽ rằng là với những cái pha tốc váy như thế này thì máy của Mỡ không bị giật nữa. Và Mỡ nghĩ rằng một phần hôm qua là do Mỡ chơi ở trong cái điều kiện nó không có điều hòa, cho nên là kiểu nó sẽ hơi bị gọi là giật lag cái nhẹ. Và ok là ở trong trận đấu này thì chúng ta sẽ sử dụng cái vị tướng Leo Mode đi đường EP nha. Team của Mỡ là có cái bạn Yi Sanxi này, Popon Kupa này, rồi có liên tục là nút bụi đến từ vị trí của Genevieve nhảy rất khó chịu. Rồi thì có Johnson này, Johnson mới được làm lại, và Popon là Kupa, hàng Nga Yi Sanxi, đó là những cái vị tướng như vậy, chia lên đều. Popon thì đi rừng. Cái bạn Popon này thì Mỡ vừa gặp được ở game trước. Bạn này đánh cái con Freya không biết như nào, nhưng mà cái trận đấy cũng một phần do chất tướng của team Mỡ cùi. Nhưng mà Freya đi rừng có phải là một cái lựa chọn tuyệt vời đâu anh em. Thế là bây giờ bạn ấy lại cấm con Popon đi rừng. Nhưng mà ít ra là Popon đi rừng nó còn bá hơn Freya, bởi vì như anh em có thể thấy, tầm ảnh hưởng của con Popon khi có cái level 4 là nó rõ ràng được thể hiện một cách rất là triệt để. Này, để Mỡ xem con Nevia nó đang đứng đâu nha. Hình như lúc nãy Mỡ về kéo bản đồ ấy là nó đang ăn cho mình, đó là cái con cua vàng. Đây, đang rình rập Mỡ đây, rất khó chịu, từ từ nha. Có lẽ rằng chúng ta sẽ không có cái cơ hội nào để mà hạ gục được Nevia đâu. Chúng ta có lẽ rằng là sẽ phải chờ những cái động thái đến từ những cái người bạn của chúng ta xuống thì chúng ta mới có thể có được cái mã gục. Vừa sau là con Nevia nó vào rừng, nó lấy đi cho mình, đó là cái con nhện của Mỡ. Ghê. Đánh gọi là đè kinh thật. Ui, một tí máu đường trên, đó chính là cái lượng máu mà Moscow vừa mới có được để Mỡ chat với cả Popon là xuống rồi ăn rùa nè, tức là bảo xuống ganh Genevieve rồi ăn rùa nè ông ơi, ở dưới này ngon hơn nè ông ơi, để tôi dụ kèo nè. Ui, quyết định là đứng kia không chịu xuống à, thế thì chơi luôn nhở. Thôi gọi ngựa là để cho anh em xem cái con ngựa ở trong cái trang phục gọi là Liêu Mốt Kỵ Sĩ Bí Ngô này như nào đấy anh em ạ. Đó, anh em có thể nhìn thấy đúng không ạ, tông màu chủ đạo của cái trang phục Kỵ Sĩ Bí Ngô này, nói thật với anh em ấy, nó là gần như không quá là khác biệt so với cái trang phục Liêu Mốt. Ê, từ từ nha. Một cái pha hất tung không thành công nhưng đã dụ được Genevieve có được một cái pha nhảy ra trong tiếng mưa xong, và cô ta bị làm choáng bởi cái chiêu cuối được gồng lên đến từ Popon và Kupa. Quả đầu cô ta đã bốc hơi. Tiếp tục là cái con chó cắn rất đau đến từ vị trí của Popon. Con chó này vẫn đang được cường hóa khiến cho cái vị tướng Tyrod đã phải lùi về trong cái tiếng mưa xong. Đó, thì Mỡ đang định bảo là cái trang phục này của Liêu Mốt, cái tông màu chủ đạo với cả cái màu sắc ấy, nó khá là giống cái trang phục Liêu Mốt Epic. Cái trang phục với cái tông màu như này luôn. Thật sự phải nói với anh em là con Leo Mode này ở trong cái ngoại hình Kỵ Sĩ Bí Ngô ấy thì Mỡ không đánh giá quá cao lắm về cái ngoại hình, về cái hiệu ứng skill. Nhưng mà về ngoại hình thì anh em có thể thấy rất là thú vị đúng không ạ? Bởi vì chủ đề ở đây là chủ đề Halloween, cho nên Mỡ đánh giá cái trang phục này cũng là một cái góc độ nào đấy, nó rơi vào khoảng độ từ 7 đến 8 trên 10. Nhưng mà bạn nào main Leo Mode thì nên mua. Và sẽ là gọi chiến mã Baby ở trong cái tiếng này, thực hiện combo dưới ngựa rồi lên ngựa dồn sát thương. Và
hai cái mạng hỗ trợ vừa xong là thuộc về mỡ anh em ạ. Vãi cái lông nách thật, đánh con liều mốt này toàn hỗ trợ. Vừa sẽ kéo Framid ra nha và dồn sát tường cố ở đây. Đó là các vị tướng team bạn đang tập trung rất đồng mỡ lại hỗ trợ cái mạng thứ tư, hỗ trợ cái lông nách à. À đây 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 đây, cổ Moscow tụ lực đến từ cái đâm kiếm là đủ lâu để mà có thể dồn sát thương hạ gục đi được vị tướng Moscow team bạn, và sau đó lại làm cái pha đâm kiếm tụ lực đam là hợp lý để hạ gục đi được cái vị tướng Grog, và qua đó mang về hai cái mạng đầu tiên của mỡ sau chuỗi bốn cái mạng hỗ trợ. Tôi là Leo mốt chứ đâu phải là Leo hỗ trợ hay là Leo support đâu mà các ông không thể nhường mạng cho tôi, hoặc là đậu xanh trong một cái đam của mỡ cứ thiếu nào anh em ạ. Mỡ chơi cái trận này của con Leo mốt là trận thứ hai. Trận trước mỡ, anh em biết KDA của mỡ là như nào không? Trận trước ông Popo này chơi con Free anh em ạ, chơi cực kém, nhưng mà trận này Popo game này hay vãi nồi, tôi phải chat tôi khen ngay. Thề với anh em, chơi Popo trận này quá hay, đào đường ganh các thứ các kiểu. Chắc là do kiểu trận trước ông ấy bị pick mất Popo. Bị pick mất Popo anh em ạ. Đó, trận trước ông cầm con Freya đi rừng. Ôi, vãi cả linh hồn, tụt hết cả lông nách của tôi lại anh em ạ. À, trận trước anh em biết KDA của tôi là như nào không ạ? KDA của tôi cầm Leo là 169 anh em ạ. Tôi hỗ trợ 9 mạng. Trong khi team của tôi đến cái thằng hỗ trợ nó cũng chỉ hỗ trợ có 3 mạng thôi anh em ạ. Và đây, gọi chiến mã BIB ra sát thương dồn vào là quá nhiều vậy. Chắc là tôi nên đổi tên con này là Leo support và Leo hỗ trợ anh em, chứ không phải là gọi là Leo theo cái dạng Leo mode nữa. Đấy, ơi làm choáng tôi á, thanh tẩy ngay, xử lý rất nhanh tay, và tôi biết chắc đó là một cái pha gọi là cố gắng hất tung tôi vào tường. Đến từ vị trí của Moscow nhưng như vậy có lẽ rằng là chưa đủ, rất nhanh tay thanh tẩy. Cái con Leo ở meta hiện tại thì khuyên anh em là nên dùng thanh tẩy hoặc là phép hỗ trợ gọi là tốc hành, hoặc là tốc biến cũng được anh em nha. Chứ anh em, nhưng mà lý tưởng nhất là thanh tẩy. Bởi vì Leo ở thời điểm hiện tại gọi ngựa xong mà không được chơi ấy, thì cái lượng sát thương của nó không gây được quá nhiều đấy anh em ạ. Anh em nên cầm thanh tẩy nha. Và Leo ở thời điểm hiện tại anh em biết là đấu sĩ có tầm ảnh hưởng như thế nào trong game anh em. Leo ở thời điểm hiện tại là đấu sĩ hạng B của Mobile Legends, với cái tầm ảnh hưởng ở đây đó là hạng B. Đấu sĩ có cái màn trình diễn dưới mức trung bình. Cái màn trình diễn của cái vị tướng này ở trong game thường là kém hơn so với những cái vị tướng khác, nhưng mà vẫn có thể có tác dụng bằng cách để pick và counter lại những cái vị tướng còn lại. Đó chính là cái nội dung mô tả về Leo anh em ạ. Ok lại. Thế nên là trong trận đấu này mình thề pick này chắc kiểu counter thành hỗ trợ anh em ạ. Thật với anh em, Leo ở thời điểm hiện tại mà chơi một mình mà không có sự xuất hiện của Angela thì là hơi phí. À ế, có mạng của mỡ nè. À bây giờ mỡ mới để ý nha. Anh em nhìn kỹ con chiến mã baby của con Leo này khi nó chịu hồi giá ấy, là cái con ngựa mà Leo mất chịu hồi giá nó sẽ có hai cái sừng. Hai cái sừng nó vươn ngược về phía sau, chứ nó không nhọn hoắt lên anh em ạ. Nói chung là cái tạo hình của cái vị tướng Leo ở trong trang phục Halloween này thì mỡ thấy là ổn. Nếu như mà đánh giá về chủ đề Halloween ý, thì cũng là đẹp 19-10 trong số những cái trang phục của Halloween á. Nói thật với anh em luôn. Nhưng mà để mà đánh giá về tổng quan các trang phục khác của Leo mốt thì mỡ thấy không có gì quá đặc biệt. Gọi ngựa trong tình huống này để làm cái nhẹ không chế đến từ Genevieve qua đó giúp cho cái vị tướng Popol ăn được cái mạng của cái cô nàng đấu sĩ vốn đã tè le hột me, đè mỡ nát, đè mỡ tụt cả lông nách vào trong nách ở đường dưới. Bây giờ cô ta lại thọt rồi, bởi vì là cái sự gây áp lực đến từ Popol và Koopa là quá kinh khủng. Thật với anh em là cái con Popol Koopa đi rừng bây giờ kinh vãi nồi. Thề với anh em không phải nó lên tanh đâu, Popol Koopa lên đam đi rừng á. Thề với anh em level 4 mà kiểu gặp team hiểu ý nó nhảy ra, nó hóa chó khủng, nó cào, nó cắn cho thì ôi đừng hỏi sao tiêm thuốc dại vẫn bị bệnh dại anh em ạ. Anh em thấy không? Genovia còn phải kêu kìa, ganh top chả chục lần là có gì nữa. Ganh là đúng á, bởi vì là mỡ hoàn toàn có thể phối hợp với Popol tạo ra được một mã khống chế để mà có thể hạ gục được Genovia. Với cả ganh Genovia là cũng đúng thôi, ai bảo ông ấy cứ nhảy ở mặt mỡ làm gì, làm cho kiểu ông Popol ông ấy thấy kiểu lúc nào Genovia cũng dâng cao, cho nên chả là nhảy. Nên là ở thời điểm hiện tại mỡ đang có cho mình cái KDA nó hơi ngược, đó là 407 anh em ạ. 4 ở đây là mạng hạ gục, còn 7 ở đây là mạng hỗ trợ. Nổi, tôi nghĩ là nên đổi tên con này thành Leo hỗ trợ. Và ở thời điểm hiện tại anh em có hỏi là nếu mua con Leo có nên mua con Leo này không ấy, câu trả lời ở đây là không. Nó mà cái con Leo này mà không có sự hỗ trợ của Angela thực sự phải nói với anh em là rất là phế. Nhưng dĩ nhiên nếu như mà có sự hỗ trợ của Angela rồi thì có được cho mình sớm những cái trang bị kiểu như là cái vô tận chiến thương, rồi thì diêu huyết cuồng, sau đó là đôi cánh nữ hoàng, thì Leo sẽ là một cái chất tướng mở giao tranh rất tuyệt vời. Bởi vì cái vị tướng này có thể gọi ra cho mình đó là cái con chiến mã baby, tăng tốc độ di chuyển và lao thẳng vào đội hình đối phương. Và nếu như mà đối phương có hiệu ứng khống chế ấy, chúng ta đã có sẵn cái phép hỗ trợ thanh tẩy và rất nhiều những cái hiệu ứng khác để mà có thể lao thẳng ra dàn sau của team bạn rất dễ dàng. Đây, để mỡ sẽ demo cho anh em một cái kiểu chúng ta lao ra dàn năm sau nha. Mục đích của chúng ta gọi thẳng ngựa ở đây này, lao đến này, và đây đúng không ạ, bật thanh tẩy luôn, áp sát thẳng vào đó là Tyrod, hạ gục Tyrod chưa. Và ở trên này đó là cái vị tướng Moscow, anh ta phải nằm xuống ngay sau đó. Và cuối cùng đó là cái vị tướng Rock đang cùng với Yi San Xin dồn sát thương. Và ấy chà, sát thương như vậy mà cũng không ăn được mạng anh em ạ. Mất cái triple kill của mỡ rồi. Mẹ, bây giờ chỉ số, uầy, KDA này phong thủy vãi cái lông nách anh em ạ. 609
6 là mạng hạ gục, 0 là mạng chết và 9 là mạng hỗ trợ anh em ạ. Vãi cả nồi luôn. Vãi cả nồi luôn. Ui Leo xanh thế. Ô, tôi chả xanh. Tôi chả xanh thật với anh em ý, là mỡ chơi game cực kỳ tròn vai luôn. Đấy anh em biết tại sao ông Họa Mi Hot ông nói là Leo xanh thế không như ván trước không? Bởi vì ván trước là mỡ cũng chơi Leo, mỡ bị ông ý hành nó smaller luôn anh em ạ. Ván trước chỉ số KD của mỡ là 169 là anh em đã đủ hiểu là bị hành như nào rồi. Cứ mỗi lần gọi ngựa là lại hỗ trợ. Trận này là mỡ đang gặp hai người chơi cũ ý, là cái chàng Họa Mi game trước anh ý chơi con Saber. Đấy, và là đối thủ của mỡ. Trận này lại quay trở lại đồng đội của mỡ. Và thêm vào đó là cái ông Popon Kupa. Trận này ông Popon Kupa là chơi khác rồi. Và đây, gọi ngựa này lao thẳng ra giàn năm sau luôn. Anh em thấy dễ không ạ? Grok không thể bảo kê được Moskov bởi vì cái khả năng giàn dồn sát thương vào cái giàn năm sau của Leo là quá kinh khủng. Với cái việc có cho mình cái chiến mã Baby ở trên lưng. À, nhầm. Có Leo cưỡi con chiến mã Baby, chứ không phải là con chiến mã Baby cưỡi con Leo anh em nha. Ơi, đường dưới là đang làm cái pha đẩy nhà trong tuyệt vọng đến từ kẻ cô nàng Genevieve kia, nhưng cô ta đã bị tông xe. Cô ta bị cái con Johnson tông xe và còn chỉ có cho mình đó là 3/4 cây máu mà thôi. Và mỡ không biết rằng là Genevieve đang ở đâu trong cái chốn này anh em ạ. Không biết ở đâu trong cái bụi rậm này, cứ đâm thử đi nào. Không có đây rồi, chắc là về mất rồi. Rất tinh ý và di chuyển về nhà. Đó là cái cô nàng Genevieve. Ok. Thì ở trong cái trận đấu này set trang bị mà mỡ lên sẽ như anh em đang nhìn nha. Đó là lên cái giày giảm thời gian hồi chiêu bởi vì mỡ khá tự tin. Còn nếu anh em nào thấy team bạn có nhiều sát thương hay là nhiều khống chế quá thì lên cái giày tăng giáp hoặc là cái giày giảm hiệu khống chế á. Đó, và sau đó mỡ lên cái siêu huyết cuồng cầm vô tận chiến thương. Sau đó mỡ đang phân vân giữa cái gươm tuyệt vọng với cả cái đôi cánh, nhưng mà chắc là mỡ sẽ lên cái gươm tuyệt vọng anh em ạ. Ui rồi, bọc đầu như thế này thì chạy cái lông nách à. Chiến mã Baby xuất kích sát thương dồn vào là quá nhiều để mang về cho mỡ cái mạng hỗ trợ thứ 10. Địch má. Tôi chắc tôi game này là Leo hỗ trợ luôn rồi anh em ạ. Game này tôi nói thật với anh em, tôi không làm số mạng nào, tôi không MVP thì hơi phí. Đó, đấy phải là cái mạng như này ông ơi anh em. 8-0-10 là cái chỉ số KDA của mỡ ở thời điểm hiện tại. Và đó chính là cái lý do để mỡ nói thật với anh em ý là đừng mua Leo ở thời điểm hiện tại. Các ông mua Leo ở thời điểm hiện tại, các ông xui, các ông chỉ được hỗ trợ thôi. Ê, nói thật với anh em là game này Popon đánh hay vãi. Đó, game trước là tôi chat, tôi mắng ông Popon luôn ý, là ông ấy cầm con Freya. Ông ấy cầm con Freya mà tôi phải nói anh em là tôi xin né luôn ý. Tại cầm con Freya tạ vãi nồi. Mà bản thân trận đấy team không đẹp, nhưng mà trận này thì nó lại là cái câu chuyện khác. Bởi vì Freya đã không còn và thay vào đó là Popon đi rừng rồi. Mà có được cái mạng thứ 9 trong cái trận đấu này, đẩy lùi được Genevieve và qua đó kết thúc cái trận đấu tại đây với cái chỉ số KDA là 32-8 khi mà team bạn đã similar rồi. Trên đây là toàn bộ cái video clip mà mỡ muốn mang đến cho anh em về cái vị tướng Leo Mốt mùa giải thứ 18 trong cái trang phục mới nhất của mình, kỵ sĩ Bí Ngô. Và không nên mua cái vị tướng này về đâu anh em nhá. Trên đây là toàn bộ cái video clip mà muốn mang đến cho anh em. Nếu anh em thấy video clip này thú vị, đừng quên để lại cho mỡ một like, đăng ký kênh nha. Bye bye anh em.